Chị Phương ớt chào các bé. Chị Phương ớt lại có một chiếc xe ô tô mới này. Đây là chiếc xe ô tô gọi là xe ô tô 360 độ đấy. Chiếc xe này có thể xoay tròn tại chỗ. Chị sẽ mở ra nhé. Đây là bộ điều khiển. Đây là cần anten này. Chị sẽ lắp pin tiểu cho xe nhé. We'll be right back.